Rồi, chào em ha. Chào cô bác mình đang xem kênh ha. Hôm nay em có gì ba cây bông pha giấy ha, với lại số mai vàng, với con gà ổi ha cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa rất nhiều ha. Và số điện thoại của em thì 0965 404 202, đó cũng là số Zalo của em ha. Địa chỉ của em thì ở Mỹ Tú, Sóc Trăng ha cô chú anh chị. Rồi không để mất thời gian cô chú anh chị thì vào clip là cây mã số 1 ha. Cây hoa giấy sắc pháo ha cô chú anh chị. Cây này nhìn rất là nghệ thuật ha cô chú anh chị. Trực bay ha. Cốt cành đóng đều tứ diện luôn. Đặc biệt là cây này không mọc một không bọng không lũa gì hết hay cô chú anh chị, lành tích 100%. Cây rất đẹp ha cô chú anh chị. Chiều cao là 99 ha cô chú anh chị. Cần bay là 110. Hoành thân là 50 ha cô chú anh chị. Rồi nó chặt cái củ nở ha. Cũng đặt luôn. 71 ha cô chú anh chị. Cây này không có một không bọng gì ha, đế nè. Như con thú vậy ha cô chú anh chị. Nằm vậy luôn. À, giấy sắc pháo ha cô chú anh chị. Rồi giấy mã số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi em xin đổi cây luôn. Tiếp theo là cái mã số 2 ha cô chú anh chị. Mã số 2 là phôi hoa giấy Mỹ ha. Cây này cũng rất quái ha cô chú anh chị. Hai cái thân nó dính liền với nhau ha. Giống như hai con gì nó nằm chồng với nhau ha cô chú anh chị. Cây nhìn rất nghệ thuật ha. Hoa giấy sắc pháo. Ôi hoa giấy Mỹ ha. Cây này không mục không bọng luôn ha cô chú anh chị, lành tích 100%. Rồi, rồi chiều cao ha. Chiều cao thằng này được 78 ha cô chú anh chị. Chiều cao con bên đây được 34 ha. Rồi em đo tổng hết hai cây ha. Tổng hết hai cây là 70 ha cô chú anh chị. Rồi em đo một cây. Một cây bên đây là 37 ha. Cây này 34 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 50. Hoa giấy Mỹ. Rồi mã số 2 ha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.600.000. Bao ship toàn quốc ha. Rồi em xin đổi cây luôn. Tiếp theo là cây mã số 3 ha cô chú anh chị. Hoa giấy Mỹ. Một phôi lùng lực ha. Nguyên cái củ chà bá luôn ha cô chú anh chị. Hoa giấy Mỹ ha. Rồi em cho chiều cao trước đi ha. Chiều cao là 38 ha cô chú anh chị. Hoành thân. Hoành thân em đo vị trí này là 80 ha. Nguyên cái củ đặc ha. Nguyên củ đặc là 110 ha cô chú anh chị. Hoa giấy Mỹ. Cây này nó có bị lũa chỗ này cỡ bằng ngón tay em ha cô chú anh chị. Nè, đó. Lũa nhẹ chỗ này ha. Thọt vô chút xíu là hết rồi ha. Cái mã số 3, cái mã hoa giấy Mỹ này em giao lưu với cô chú anh chị là 4.700.000. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo là cây mã số 4 ha cô chú anh chị, là cây mai vàng mình ha. Siêu lùng. Có con rễ rất quái ha cô chú anh chị. Đó. Mai vàng. Chiều cao là 35 ha cô chú anh chị. Bình thân, em đo trên này 42 ha. Rồi em đo chỗ cái quái này ra. Quái này bự ha. Chỗ cái quái này 60 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu 42. Đế nè, cũng chảy đều ha. Phôi mai vàng mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi, tiếp theo, mã số 3 ở cho mã số 5 ha cô chú anh chị. Cũng là cây mai vàng ha. Cây đều một cốt liền mà lên hai thân ha cô chú anh chị. Cốt cành có sẵn ha. Đế cộng gắt lực ha cô chú anh chị. Bên đây vẫn có hết ha.
cắm xuống hai của chén được. Ô mày vàng mà số 5 ha. Rồi em cho chiều cao luôn ha. Chiều cao là 73 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 46 ha. Cái đọt gió ha. Đọt gió còn 7 cô chú anh chị ha. Đường kính bầu 54. Thôi mai vàng mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 4.200.000. Em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo. Cái mã số 6 ha cô chú anh chị. Là mai vàng. Lùng lực búp măng ha. Đằng đa ha cô chú anh chị. Đế này chảy đều ha. Bốn mặt con không chống bên nào ha cô chú anh chị. Cho chiều cao ha. Chiều cao là 60 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 40 ha. Đường kính bầu 47. Đọt giót là 12 ha. Hôi mai vàng mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.900.000. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi, ok. Tiếp theo là cái mã số 7 ha cô chú anh chị. Một phôi mai vàng lùng lực ha. Trực bút măng ha. Đế nè. Đó, cộng gắt lực ha. Cây này lên xù khá nhiều ha cô chú anh chị. Đây nguyên một cái bạch xù luôn ha. Đó, một cái bạch xù hết rồi ha. Đế nè cộng gắt lực ha. Cây phổi chim. Lùng lực bút măng ha. Đó, cho chiều cao luôn. Chiều cao là 54 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 44 ha. Đường kính bầu 48. Đọt giót 15 ha. Hôm nay vàng mã số 7 ha. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là 5.700.000. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo là cái mã số 8 ha cô chú anh chị. Cây này tàn đa ha cô chú anh chị. Nguyên cái khối này nó liền với nhau hết ha. Cốt cành cốt nào nó cũng lên xù hết ha nghe cô chú anh chị. Bể xù hết rồi. Rồi em cho chiều cao ha. Chiều cao là 54 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 52 ha. Đường kính bầu dài là 55. Cái đọt giót là 12 ha. Mấy cốt cành này cốt nào nó cũng lên xù, bể xù hết ha của chú chị. Còn đế nè, nó chảy đều hết ha. Thôi mai vàng mã số 8 này em giao lưu với cô chú chị là 5.200.000. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi, em đợi cây luôn. Tiếp theo là cây mã số 9 ha cô chú anh chị. Cây bột cốt ha, chi cành thì đóng đều đối diện ha cô chú anh chị. Không trùng lỗi chi nào hết ha. Lấy cục gạch ống vô. Không trùng chi nào hết ha cô chú anh chị. Bột cốt giật thẳng gan luôn. Ồ, thằng nó lắc ha cô chú anh chị, một cú chật mà lắc ha. Chú bên kia, chú bên đây nè. Chị cành đóng đều trước diện ha. Đế nè. Chảy đều hết ha cô chú anh chị. Không có thiếu bên nào hết ha. Nguyên cái bệ nè. Nhỏ mà già không anh? Nhỏ, cây này gắt già cây ha cô chú anh chị. Mấy cái này nó nhóm xù hết trên này ha cô chú anh chị nè. Chảy hết ha. Nhưng nguyên cái mình này là lên cốc hết nè. Cây này nhỏ mà rất đẹp ha cô chú anh chị.
Rồi em xin đo chiều cao ha. Chiều cao 1m4 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 30 ha. Đó, hết nguyên cái củ đặt chỗ này là 37 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 41. Thoát thân là 22 ha. Thôi mai vàng mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.900.000. Ồ, 3.700.000. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi. Đổi cây luôn. Tiếp theo là cây mã số 10 ha cô chú anh chị. Là một cái cây bay ha. Trực bay ha cô chú anh chị. Cốt cành gắt lực ha cô chú anh chị. Đế nè, đế bắp không ha cô chú anh chị. Đế gắt lực ha cô chú anh chị. Cần bay chi cành đóng đều luôn ha. Đế nè, quá trời, đế lực nè. Không có chống bên nào hết ha. Nở luôn anh. Củ gắt nở ha. Rồi. Em đo nhiều vị trí cho cây nó nở ha cô chú anh chị. Hoành eo nhỏ nhất là 47 ha, chỗ nhỏ nhất ha. Rồi, chặt xuống đây một chút. 57 ha cô chú anh chị. Rồi xuống sát hết cái củ đặt luôn. 72 ha cô chú anh chị. Cốt số 1 nè là 25 ha. Cốt số 2 là 25 luôn ha. Rồi em đo cái đọt giót luôn. Đọt giót là còn có 9 thôi ha cô chú anh chị. Cái cần bay là 130 ha cô chú anh chị. Cái trực cao này là 37 ha. Quá trời cái củ. Em đo được kính bầu luôn ha. Đường kính bầu là 57 ha cô chú anh chị. Cây mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 11 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp theo là cây mã số 12 ha cô chú anh chị. Ở cây mã số 11 ha. Cây mã số 11 ha cô chú anh chị, hoa mai vàng ha. Này cô chú anh chị mình không thích chơi cái bông cao thì mình giật thấp xuống ha. Tại em thấy trên này nó xù hết trên với nó cốt cành ở trên này nó đóng đều á, em cắt ủ ha. Trên này là chảy hết ha cô chú anh chị. Hai bên nào nó cũng chảy hết. Mình dưới này thì nó xù muốn gần 100% mà. Có khoảng 70% rồi ha cô chú anh chị. Xù lên hết rồi ha. Đế thì chảy đều bốn mặt luôn ha cô chú anh chị. Không có chống bên nào hết ha. À. Không có chống chỗ nào bên đây vẫn có ha cô chú anh chị. Xù vàng ẻo hết trên. Rồi em cho cô chú anh chị cái hoành luôn ha. Hoành thân là 55 đi ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 63. Tổng thể chiều cao cây này 9,5 m đi ha cô chú anh chị. Phôi mai vàng mã số 11, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 7.800.000. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, em xin đổi cây. Rồi để đại cây trong đó để quay cây này phụ. Ngồi dưới á. Ủa gì lộn rồi. Cây này cây 13, lấy cái giết lông nha. Cây mã số 12 ha cô chú anh chị. Cây nhẹ nhẹ thôi. Cây mã số 12 là cây trực ha cô chú anh chị. Cốt cồng cành thì đóng đều tứ diện ha. Rồi em đo chiều cao trước đi ha. Chiều cao khoảng 1m7, 1m8 đi ha cô chú anh chị. Chi cành đóng đều luôn. Giót đọt. Cái tán ngang hiện tại là 89 ha cô chú anh chị. Cái đọt giót còn khoảng bằng ngón tay em thôi ha.
đế nè, chạy củ nở ha, đế đều luôn ha cô chú anh chị. Cây này bông 579 mà bông chùm, đế thì không có trống bên nào ha, cây đều hết ha. Rồi em đo cái quạnh luôn, củ nở ha, quạnh chuẩn là 49 ha cô chú anh chị. Rồi em đo sát xuống củ nở ha, củ nở là 61 ha cô chú anh chị, đường kính bầu 66 ha, thoát thân là 60, chân cành số 1 là 18 ha. Rồi em đo cái nồi đế đặt nha cô chú anh chị. Rồi nguyên cái củ đặt chỗ này là 120 ha cô chú anh chị. Bầu nhiêu đế nhiêu ha cô chú anh chị. Cây mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 11 triệu. Em bao ship 300 km ha. Tại cây khá nặng ha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị ở xa hơn mình thương lượng ha. Rồi, tiếp theo là cây mã số 13 ha cô chú anh chị, cũng là phôi mai vàng mình ha. Một cây trực bay ha cô chú anh chị. Một cây trực bay ha. Cốt cành thì nó có sẵn ha cô chú anh chị. Này em không thấy mặt bông gì, cái gì cô bông không đẹp thì cô chú anh chị mình ghép vô ha. Đế là chảy đều hết ha cô chú anh chị. Đế có đều hết ha. Bên đây nhận có cộng đế chà bá luôn ha cô chú anh chị. Tại nó hồi hộp với em không có môi ha. Nguyên cộng đế nè. Đế gắt lực ha cô chú anh chị. Rồi đo hoành luôn đi. Hoành thân là 50 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 70. Em đo cần bay trước đi ha. Cần bay này ra là 1,5 m ha cô chú anh chị. Ở đây nó có 3 cái chi luôn, về cô chú anh chị mình lọc lại ha. Nó cần bay là 1,5 m ha. Chiều cao cây này khoảng 2 m có trên nha cô chú anh chị. Em báo chiều hao ha. Báo chiều cao 2 m là có trên nên có chiều hao rồi đó ha cô chú anh chị. Cây mã số 13 ha. Phôi mai vàng trực bay này em giao lưu với cô chú anh chị là 9.800.000, em bao ship 300 km. Cô chú anh chị mình ở xa thì mình thương lượng ha. Cây này chắc không gửi ship được cô chú anh chị, phải đi giao xe tải rồi. Rồi em nhắc lại giá giao lưu là cây mã số 13 9.800.000. Ngồi dưới quay phụ nó. Cây số 14 ha cô chú anh chị, là của phôi mai vàng ha. Em đợi ngồi chỗ em quay á, đừng có đi. Cây này khá là khủng ha cô chú anh chị, em không lên bằng xây nổi, cô chú anh chị thông cảm giùm em ha. Một cốt và chi cành đóng đều tứ diện luôn ha cô chú anh chị. Cây này sụ như tổ mối vậy ha. Sụ như tổ mối vậy á. Tổ ong đây nè. Xù dài trước đây hết ha cô chú anh chị. Cây này chủ nhà báo khoảng 40 năm rồi ha cô chú anh chị. Nhẹ nhẹ mà điều trai nè, nó chảy nè, cộm hơn ngón tay cái em nữa ha. Mấy cái nách này nó bể bung hết lên ha cô chú anh chị. Đế nè, quá trời. Cái này hồi đó là mình lại mình bứng là nó nằm ở trên vậy sẵn rồi chứ mình không có môi, không có dính sình dính gì. Cái này là mình lại bứng là chủ nhà người ta nó làm vậy sẵn, nó trồng sẵn trên mô vậy. Nên là không có sợ bị hắt nắng. Dạ, không có sợ ha. Nó nằm sẵn rồi chứ không phải mình môi cho nó sâu vậy đâu. Còn về muốn lắp lại lắp ha. Mình về mình muốn trồng mình lắp vô lắp. Tại chủ nhà người ta làm trồng vậy sẵn ha. Gần gút ha. Xù hết trên ha cô chú anh chị. Rồi sẽ xây lên vòng nữa. Rồi. Rồi chiều cao thấy cô chú anh chị.
Chiều cao là tới vị trí này là 1,5 m này ha cô chú anh chị, nhưng mà đo xuống tới đây cũng khoảng 1,8 m ha. Hoành thân, hoành thân vị trí này là 55 ha cô chú anh chị. Rồi em đo chạc xuống dưới chút xíu ha, chạc xuống dưới đây là 68 ha. Rồi em đo cộng đế mà nó bự cho cô chú anh chị tham khảo ha, 32 là cộng đế ha, cộng bên đây coi, đây chắc bự hơn ạ. Nói chung là nó tầm từ 30 trở lên không ha cô chú anh chị, 30 luôn ha cô chú anh chị, bên đây còn bự hơn nữa nè, 32 luôn ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu dài là 1,1 m ha cô chú anh chị. Cây này chỉ có năm thôi là có chi cành ha cô chú anh chị. Cộng đế dài nhất là 56 ha. Cái độ sổ cao của nó là 37 ha cô chú anh chị, xổm ha. Chân cành số 1 là 19 20 không ha cô chú anh chị. Cái đọt gắt chót ha. Rồi cái phôi mai vàng mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 42 triệu ha. Cây này em bứng không thấy mặt bông ha cô chú anh chị. 42 triệu ha, em bao ship 300 km. Cô chú anh chị nào ở xa thì mình thương lượng ha. Rồi em xin đổi cây luôn ha. Kéo kéo xin vô đó nè. Rồi tiếp theo là cây mã số 15 ha cô chú anh chị. Em hôm nay em có cây cây ổi ha cô chú anh chị. Ổi này khá là khủng nha, em không có cách nào lên bằng quay nổi ha cô chú anh chị. Cây này ổi không hạt ha cô chú anh chị. Em bao lời cô chú anh chị là ổi không hạt ha. Cái thân đó nè, dáng bay rất là nghệ thuật ha cô chú anh chị. Có trái sẵn luôn ha, mà trái rất bự vậy ha. Qua có mấy cái trái ổi bự 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 nữa. Rụng rồi. Còn mấy trái nhỏ còn rồi. Mà em bao là không hạt. Quá trời gỗ nha. Đế nè. Như cái con gì có hai cái sừng dây. Quái ha cô chú anh chị. Nhìn cái bệ này nó cứng ngắt hết trên nè cô chú anh chị. Cây dáng bay rất là nghệ thuật ha. Khá là khủng ha cô chú anh chị. Rồi cây này không biết sao đo chiều cao, nếu mà đo chiều cao đo ở đây thôi, chiều cao ở đây á, là nó được 90 ha cô chú anh chị, tới đỉnh này ha, còn chiều bay ha, một thước dây chiều bay nó tầm khoảng 2,8 m ha cô chú anh chị, cần bay ha, uống nu uống nặng nè. Nếu mà cô chú anh chị cắt bonsai cắt lại đây là đẹp ha cô chú anh chị, nếu cắt bonsai xuống đây thì nó còn khoảng 1 m ha cô chú anh chị. Rồi em xin đo hoành thân ha. Rồi rồi cái mình dài của con thú nè, cái mình từ miếng đất này ha là nó 60 ha cô chú anh chị. Rồi, cái hoành của nó nè 72 ha cô chú anh chị, bề ngang của hai cái sừng nữa nè là 62 ha cô chú anh chị, nó giống như có hai cái sừng vậy ha. Qua mặt bên đây nó đẹp hơn. Quá trời cái sẻ ổi nè. Đó, giống như hai cái sừng vậy ha cô chú anh chị, nó cắt chừa còn cô chú mình muốn cắt sao cắt. À, muốn cắt giật thấp đây mình chơi bonsai thì giật ha. Em lấy hết tới cần bay ha. Rồi cái ổi mã số 15 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 13 triệu. Em bao ship 300 km ha. Cô chú anh chị nào ở xa mình thương lượng ha. Rồi em xin đổi cây luôn. Ủa hết hết clip rồi chứ. À, cây số cái ổi số 15 này cũng là cây cuối clip của em ha. Cây cuối clip này em chân thành cảm ơn cô chú anh chị là ủng hộ thời gian qua. Clip này cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa đang nhiều ạ. Rồi em mến chào ạ.